Người mẹ chạy dạy làm thuê khắp nơi nuôi con đổ thủ khoa. Con nhà của người ta, thủ pha mồ coi bố, mẹ đi rửa bát mơ ước trở thành cô giáo, chọn học sư phạm để mẹ không phải đóng học phí. Tự hào về con. Sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 được công bố, em Tô Thị Diệu, trường trung học phổ thông Quảng Sương 4 trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc, với số điểm là 29,75, trong đó ngữ văn 9,75, lịch sử 10,0 và địa lý 10,0. Diệu cũng là thủ khoa toàn quốc duy nhất tại tỉnh Thanh Hóa. Tô thì Diệu vui lắm. Căn nhà nhỏ ở thôn Ba, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương Thanh Hóa lúc nào cũng có người đến chúc mừng. Diệu là một trong số 19 thí sinh có mức điểm cao nhất của tổ hợp khối C kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 trong toàn quốc. Chị Tô Thị Nguyệt, mẹ Diệu, như thường lệ, cứ sáng sớm lại sang thành phố Sầm Sơn để làm tạp vụ, rửa bát thuê cho các nhà hàng, khách sạn, đến 22 giờ đêm mới về nhà. Hơn 8 giờ sáng ngày 17 tháng 7, Nhận được điện nói con là thủ khoa toàn quốc, chị Nguyệt vui lắm. Tôi đã xin chủ quán cho mình được nghỉ làm việc và lập tức về với con, chị Nguyệt kể. Diệu sinh ra trong hoàn cảnh gia đình không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa. Diệu mồ côi bố khi đang học lớp 3, một mình chị phải gồng gánh chạy chợ, xong rủi khắp nơi bán hàng để nuôi hai con ăn học. Biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, Diệu rất chăm chỉ học hành, không bao giờ đòi hỏi mẹ một thứ gì. Thay vào đó, sau những giờ trên lớp, em lại về phụ giúp mẹ diệt gia đình. Cháu ham học lắm, lại đảm đang diệt nhà, ít khi thấy đi chơi. Nhiều lúc nhìn con học khuya tôi khuyên đi ngủ nhưng nó vẫn cứ ngồi học. Cháu bảo, con sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này thi vào giáo viên để mẹ không phải lo tiền học phí. Như vậy mẹ sẽ bớt vất vả đi. Tôi bảo, trường nào cũng được, miễn sao con thích, mẹ sẽ cố gắng kiếm được tiền để lo cho hai chị em người mẹ chia sẻ. Suốt 12 năm học, năm nào Diệu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Diệu cũng đã từng đạt giải nhiều môn ngữ văn toàn tỉnh bậc trung học cơ sở và khuyến khích toàn tỉnh bậc trung học phổ thông. Nói về lý do muốn vào ngành sư phạm, dịu cho chia sẻ bố em mất sớm mẹ một mình tần tảo nuôi hai chị em ăn học vất vả khó nhọc nên em chọn ngành sư phạm để không mất học phí chỉ có như thế em mới đỡ đần được một phần nào đó gánh nặng cho mẹ hiền diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video hiền diệp chia sẻ để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like follow đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé